Đó bây con tốt lượt loa thông tớ con tại đó vầy mạng phá trâu bánh thai mà hát đàm miên chì vượt chìa chùm rõ kào bì tật đo mặt đáy đòi chạp đang bì bọ bọ khắp cực rường. Bần lái, phải chơi sách cực rộp phết đó xâm bộ bếp dường ạ dụng một chùm ấn bọ bọ khắp cực rường rư ạ hạ bà chạm thang ngại đó tế ai cô nhám. Tớp ách bằng cực xa ra thịt trên châm thơ vầy riêng cái. Bà nhà xa mặt đấy lượt loa bàn lõ miên phiệp rằng mua mình sơ miên chùm người nà một biệt biên cốt bàn lại. Rồi bà hạ bây cồm ní xa xa bóng phót đà mạng mạng trời dụng một chùm ơn bà khắp. Rưu chùm này hạp xem ai còn tụi nhà bình thái bị lượt tật đỏ mà đáy rưu tật đỏ cố. Đài này nóp đầy lúc xây vì chạy bệnh đất lâm sổ chết miền đồ chía. Mùi cồm à hạ tham một bồ. À hạ bà phê níp đo tàng tham một bồ nâng cầm đa chùm bù riêng cái đa xâm bồ tại đào chuyện cả bộ y trát. Nông nụ miền đồ chía. Bình chá, ông có nâng bộ bộ bánh lá miền chuyện mà xáy đồ chía. Bố, tráo, đồng lồn chí chị đàm. Cơm à ha sáng sòng. Chôm nay cơm à ha ni vinh miên chết protein hay phát đoàn ai nơi ca chú chố sáng sòng cao xích ca nâng chết lý ca khăn nông riêng cái nâng thư vầy lụt loa bàn lọ. Khăn nông nô miệng đồ chía, sạch cố, tật đọc cố, sạch trúc, trái, môn nâng sột. Chôm nay bần lái miên sẵn đạch đấy, tàu hú nâng phá lạc tập hò thơ vô bì sẵn đạch đọc tay tiệt. Bởi cơm à ha ca pìa. Cô má ai ca pìa pìa chung ngư bình xếp đã xa bàn nhằm bộ phụ bình lại bày tòn tên ní. Bởi cơm rộp bọ bà ha ní xâm bộ chịt khả nếch nâng vitamin. Nơi cơm rộp bọ bà ha con dương cô ta miên sạc bá, spay chân cơ, tí, trò cuốn rồi lập bờ chịt đá. Hai plai chơ cô ta miên chết, cực là hôn nâng lùm một. Cường xâm tăng phần màn mốc đại bàn rịp rộp ní dương ai dọc một chân này thua chịu bộ bọ khắp cực cường cập bán. Rồi chân này chịu hà xâm rõm xem cập bán xâm rạp ai ở ô nhám khăn ông bạc đi màn xóm xa rõp rưu bì tự bấy đón khăn ông mùi thường ngày.